Xin chào các bạn, khi mẫu xe điện đầu tiên của VinFast có tên VF-E34 còn chưa hạn nhiệt thì trang chủ của VinFast dành cho thị trường Mỹ đã hé lộ một loạt hình ảnh và thông tin về mẫu xe có tên gọi VinFast VF-E35. Đây sẽ là mẫu ô tô điện tiếp theo của thương hiệu xe Việt. Đáng chú ý, VF-E35 được bán tại cả thị trường Mỹ và Canada, trong khi VF-E34 chỉ được bán trong nước. Dựa vào những hình ảnh chi tiết về mẫu VF-E35, có thể nhận ra rằng đây chính là mẫu xe từng có tên VF-32 mà VinFast đã công bố trước đó. Mẫu SUV crossover này nằm ở phân khúc D với chiều dài tổng thể 4.750mm và trục cơ sở 2.950mm. Chiều dài này có thể so sánh với các mẫu xe như Mercedes-Benz GLC hay BMW X3. Trục cơ sở VF-E35 lớn hơn cả hai mẫu xe kể trên, 2.950mm so với 2.873mm và 2.864mm. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn sẽ nhỏ hơn VinFast Lux SA đang được bán. VF-E35 được Pininfarina thiết kế, cụm đèn trước và đèn hậu có nhiều chi tiết tương đồng với mẫu Lux A2.0 và SA2.0. Bộ vành gần giống loại trên Lux A2.0 nhưng được cách điệu cầu kỳ hơn và vì là xe điện nên VF-E35 không có lưới tản nhiệt phía trước. Nội thất VF-E35 được hé lộ chi tiết hơn khi thiết kế khoang cabin khiến người dùng dễ liên tưởng đến xe Tesla. Xe không có đồng hồ sau vô lăng và thay bằng màn hình cảm ứng kích thước lớn chính giữa. VinFast cho biết màn hình này có kích thước 15,4 inch. Một chi tiết đặc biệt khác trên VF-E35 khác với VF-E34 là nút bấm thay đổi số PRND ở vị trí trung tâm chứ không phải núm xoay. Một núm xoay nhỏ đặt ở gần đó dùng để điều chỉnh âm lượng. Xung quanh là đèn nội thất nhiều màu, phía trên là cửa sổ trời toàn cảnh. Động cơ điện của VF-E35 gắn ở cả trục trước và sau, pin đặt dưới sàn xe có dung lượng 90 kWh, có hai tùy chọn động cơ điện cho mẫu xe này. Loại cơ bản dùng motor đơn, công suất 150 kW, mô men xoắn 320 Nm. Loại cao cấp hơn có hai motor, công suất 300 kW, mô men xoắn 640 Nm. Theo công bố của nhà sản xuất, pin sạc đầy cho phép chạy đến 504 km. Trước đó, mẫu xe này còn được biết đến khi có tùy chọn động cơ xăng, nhưng chưa rõ có bán tại Mỹ hay không. Máy xăng 2 lít có công suất 189 mã lực, mô men xoắn 280 Nm. Công nghệ an toàn đặc biệt trên VF-E35 là hệ thống tự lái, tích hợp 30 tính năng thông minh mà chưa được tiết lộ cụ thể. Nhưng tính năng này được chia làm 7 nhóm chính, bao gồm hệ thống trợ lái thông minh, kiểm soát làn đường thích ứng, kiểm soát hành trình chủ động, cảnh báo va chạm đa điểm, giảm thiểu va chạm toàn diện, độ xe tự động thông minh và giám sát người lái. Đáng chú ý, Euro NCAP và NHTSA đã cho thử nghiệm an toàn VF-E35 và chấm điểm cao nhất. Theo dự kiến, VF-E35 sẽ bắt đầu được nhận đặt hàng tại Việt Nam vào khoảng tháng 9/2021 và tại Mỹ, Canada và cả châu Âu vào tháng 11/2021. Mẫu xe này sẽ được bàn giao sớm vào tháng 11/2021 tại Việt Nam và tháng 6/2022 tại thị trường quốc tế. Có thể kỳ vọng VF-E35 được nhận cọc sớm hơn khi VF-E34 có thời gian nhận cọc dự kiến là tháng 5 nhưng lại chuyển sang tháng 3/2021. Vừa rồi là những thông tin cơ bản nhất về VF-E35. Các bạn nghĩ sao về mẫu xe này và đây có phải là điều các bạn chờ mong? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like nếu thích, subscribe kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.